Cơn mưa lớn xảy ra vào chiều 20 tháng 9 đã gây ngập úng nhiều tuyến đường ở thành phố Kon Tum, khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn. Từ khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9, cơn mưa lớn nặng hạt kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Kon Tum như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương ngập úng cục bộ. Một số địa điểm ngập sâu từ 50cm đến 1m, nứt tràn vào nhà dân khiến giao thông ùn tắc. Tình trạng ngập cục bộ các tuyến đường ở thành phố Kon Tum diễn ra thường xuyên mỗi khi mưa lớn, tập trung chủ yếu ở phía đông thành phố do hiện đang thi công hệ thống thoát nước ở đường Trần Phú, Bà Triệu, khiến nước tiêu thoát chậm.